Mấy người ở Việt Nam ăn thịt chó không biết tại sao mà ăn được, chả hiểu. Chó là cái giống vật mà trung thành nhất có thể. Thấy không? Mình mà giàu hay là nghèo, tay mình dơ, tay mình sạch vậy nó đâu có chê đâu. Cháu ngoại mình cũng nuôi con, nó mới mất hồi 2 tháng trước, khóc quá trời. Ở đây mấy người quen của mình Việt Nam nuôi chó tội nghiệp lắm, mấy con chó mà nó mất hôm nay, mấy cha mày chết nó khóc cái gì không không biết nó có khóc cái vậy không, mà tao thấy chó mới chết nó khóc. Ôi, mấy người quen của mình á mình biết rồi. Mà chưa kể á, hài cốt đem đi thiêu đó, hài cốt nó mang về nhà nó để lên cái chỗ rất là trang trọng luôn ha. Nhưng mà hài cốt của cha mẹ nó chắc không dám mang về nhà, cái đó là mình thật đúng không, mọi người nghĩ ra đúng không, hài cốt của cha mẹ chắc không dám mang về nhà đâu, nhưng mà hài cốt của chó nuôi hay là mèo nuôi của nó cưng đến cái độ mà nó mang về nó đặt lên cái tủ thật là trang trọng luôn. Đó là cái sự thật đó, chứ không phải là mà mình nó chơi với các bạn đó. Sự thật là như vậy. Nên mình cũng đúng thôi, tại vì nó trung thành lắm, nó rất là dễ thương, tại nó lại rất là dễ thương, cái gì cũng biết mình á, cái gì mình cũng trước. Cái mình là người Việt mình ở rải rác, nó không có tập trung. À, mình chở rồi. Bên trước các bạn nó phía bên là phải á, cái chỗ mà cây cối á, cây không đó là hai khoa mà cái tạc lớn nhất của tôn tôn này có phi tàu, có phi tàu lên nhìn được. Thấy chưa? Được. À, sang trọng không? Cái bệnh viện hết. Bác sĩ. Hai. Hai. Đu. Appointment. Coco. Coco. Okay, can we get Coco on the scale over there? Scale? Yes. This one? Yeah. Okay, cần. Stay, stay. Stay. Đeo mình. Ngồi cắt. Sit, sit. Hai cao sáu à má ơi, 27 no 2 kg 1 2 kg 7 chết mẹ mày vậy. Ok, pô để cho nó mỏ quay quay. Không có. Ờ. How come I opened it? You are young, but what's it here? Yeah. Cái cẳng anh dính rồi kìa. Trời ơi ông già.
2.8. Too small, only 2 kg. Có 2 kg hả? 2.8. Em còn bác sĩ. Nằm lâu. Biết ha. Tới đây là biết đây là chỗ nào. Đi đây mấy chục năm rồi. Rung rồi, trời ơi, rung rồi má. Ngoan hơn. 40.9 kg à. Con kiểu 2 kg à. Đây là 40 kg không? Bởi vậy mấy giỏi, giỏi. Không phải. Dẫn vô trọng việc nó có hẹn. Còn mình tới sớm quá. 40 kg con có 2.8 kg. Cô của mình có 2.8 kg mà 18 năm mà nuôi không lớn. Ủa gạo. Thấy không? Con 18 cũng... 18 năm. Nuôi hoài không. Nuôi 18 năm mà có 2.8 kg. Nuôi hoài không lớn. Cũng không có lớn. Nè, nó lên sừng của nó nè. Thấy chưa? Đủ hết rồi nè. À. Đủ hết. À. Bằng cấp, mề đai đủ thứ á. Đủ loại mề đai hết á. Go, now we go. Go chết nha. Ngoan nha các. Các bạn thấy giống baby không? Cần baby cho con, mèo con. Chờ anh. Chết. Không biết ở đây là đâu mà. Trời ơi, nó mắc kìa. Em ngồi trong đó đi. Em lao mắt sang cái kìa. Em ngồi xuống cầm mà nhìn camera quay nhìn mình nha. Sĩ khóc à? Để ướt không? Tự nhiên đi. Cái bác sĩ này nó đi mấy chục năm mà nó biết, nó tới đây lại thấy tiền. Hai. Đi theo cũng không vậy đi, dám chứ. Đi đâu cũng đi theo. I just wanted to nail trim. Yeah, we can do that. It's $30 or $35.
35. Yeah, 35. Any sneezing? Is she sneezing? Any sneezing in her nose? Any issues? Yeah. A little, not much. Is she on any medications? No, we don't have any medication for her. And she's eating and drinking now? Yeah, right now. And she has diarrhea too? Yeah. Is it, is it just liquid? No, now dry. So she has formed still? Yeah, just formed, but last 2 days, like water. Okay, wet. 2 days ago. Why you so nice now, my goodness. Any troubles with her legs? Is she okay running around? Oh yeah, okay. Legs okay. And her energy levels, are they okay? No, she normal. She very, okay. Very normal. Yeah. What kind of food does she eat, do you know? What does food? Does she eat dry food or wet food? Dry. Dry food, yeah. So, when I listen to her, it sounds normal. Her heart and lungs sound normal. Yeah. But I mean, there could be something going on. We can take x-rays of her chest, or we can try a trial of some medication, like a cough syrup, yeah, and see if that gets better. So would you want to do x-rays, or do you want to try that cough syrup? And try cough syrup. Okay, yeah. All right. So the only other thing, let me just take your temperature, sorry. Yeah. There's one other thing we need to talk about, or I guess your daughter can talk to us about. Oh, yeah. Talk to her better, yeah. Let me just take her temperature. Just make sure she doesn't have a fever. You okay now? You okay now? I know. Yeah, đo nhiệt độ. Fever? You fever? No. No fever. No fever. Oh, man. Man, you okay now? You're scaring me. So the only thing I say is that this tooth up here. The teeth? Her tooth? Yeah, she loses teeth. 18 years old. Yeah, I think it's rotten. Oh, somewhere there, các bạn. Yeah. À, thì bác sĩ về rồi, bây giờ các bạn biết bao nhiêu tiền không? Ôi trời ơi, bác sĩ thương quá. Bác sĩ thương quá, bác sĩ tựa tốt quá. Chơi một cái bill khách 200, 260 à, mở được ra. Bill á, mở ra. À nè. 260 đô. Đây, 226 đô. 90 sen. 226 đô 90 sen. Ha. Blue West Wireless Animal Hospital. 230 đô, nó rẳng là 230 đô. Nè, có đồ leo. À. Có bác sĩ bán thêm cái mè. Phải cho đâu. À, bác sĩ bán thêm cái nguồn chương. Cái chương là có ly tới bác sĩ đó, à, con chương thấy chưa, à, không có ngoan chút nào hết trơn, để tốn 240, 230, trời ơi, khám có 5 phút mà cho nó thuốc ho rồi đã xét. Cho chút xíu thuốc ho và uống thôi, 300 đô, 230 đô. Nó mà không đi thì nó
không đi thì mình không an tâm. Tại vì nó cũng kéo dài cả từng lại. Nè, chai thuốc nè. Các bạn thấy chai thuốc không? Đó. Nhưng mà thật sự cũng chả có gì đâu. Chai thuốc này có lấy chai, chai thuốc lớn chiết ra cho nhỏ cho mình về cho nó uống thôi. Ha, không có ngoan chút nào hết trơn. $230 là bao nhiêu tiền ở Việt Nam? 6 triệu mấy hả? 6 triệu. Dạ, 6 triệu. Khoảng 6 triệu. Gần 6 triệu bạc. 6 triệu đồng. Một tháng lương của công nhân nè. Có cầu bữa nay chi hết tháng lương của người ta. Không, cũng nói chuyện trên YouTube á, mấy tiếng ngò á, chẳng có tiền đâu. Yeah. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Không được vui chút nào hết bữa nay. Tại vì tốn hết 200 mấy cho bác sĩ thú y. Hả? Mà có 5 phút đồng hồ thôi. Trời ơi trời. Vô gờ gờ cổ nhỏ xong rồi nó không có bệnh gì hết, nó khỏe rồi, bây giờ chỉ ho thôi, bây giờ lấy thuốc ho uống rồi coi về tuần lễ sau như thế nào, có cần trở lại hay không hả? Rồi má ơi, vô uống thuốc ho xong mình tuần lễ sau trở lại tính thêm tiền, rõ ràng bây giờ khổ lắm các bạn. Rồi chào, cảm ơn mọi người nha, hẹn mọi người tối nay.